giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ và cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi, thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo, tụng kinh, sám hối và thọ trì quý giới, Avatthana xin được nhường lại cho xích. Xin lỗi cô, nhường cho cô tu nữ như pháp quyền hoài. Dạ sa thú lành thai, kính cảm ơn Vinh Bát Thanh Á. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Vinh Bát Thanh Á, cô Rận Đông cho nhiều pháp biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, để đức tuệ đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhiều pháp kính lễ quý bà biết cô tu nữ, nhiều pháp kính lễ cô tu nữ Tham Ma Chá Ri. Như cầu học kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Ma Ha Ra Chá, mến chào Thi An Lạc, mến chào Sài Gòn Mưa Nắng, kính chào Buôn Bò, kính chào xin ngồi nghe. Dạ cảm ơn Pháp Quân Lào Cai. Mến chào cô Sẵn Đông, kính chào IQ em đó, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Ngọ Sắc. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, như pháp kính chào đạo tràng. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì quy giới. Như pháp cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Rạng Đông đã mở rùm và cho đạo tràng tính pháp. Nam mô Bích Hà Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức tuệ đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để ông bài câu pháp quốc kinh số 174. Và như pháp dạ kính tri ân sư đã cho như pháp biết được kinh tín hiệu. Và như pháp kính mời cô tu nữ Tham Ma Chá Ri Vinh Quát Tha Ná, mời Pháp Nguồn Lào Cai, mời cô Cẩm Vân và mời tất cả quý vị hiện diện trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ bây giờ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 174. Ăn thấp phù tô a văn lô cô Tanuket Tawipa Sati Sakuno Cha Lamuto Wa Apo Sakya Yagat Chati. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian láng quáng mù manh, hiếm thay kẻ mắt, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kệ. Ấn tha phù tô a văn lô cô ta nu kê tha vi pa sa ti sa ku no cha la mô tô wa a po sa ga ya ga cha ti Ấn tha phù tô a văn lô cô Tanu kê tha vi pa sa ti sa ku no cha la mô tô wa a po sa ga ya ga cha ti Ấn tha phù tô a văn lô cô Tanu kê tha vi pa sa ti sa ku no cha la mô tô wa
Apo Sakya Yagachati. Dạ con xin hết. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 174. Anh tha phụ tô a dằn lô cô anu kết tha vi bát sa tí sa cu nô cha la mu tô a ập bồ sát gà gia cát cha tí anh tha phụ tô a dằn lô cô ta nu kết tha vi bát sa tí sa cu nô cha la mu tô a ập bồ sát gà gia cát cha tí ầm tha phù tô a dằng lô cô ta nu kết tha vi bát sa ti sa cu nô cha la mu tô wa ập bồ sát gà gia cát cha tí đời này thật mù quáng ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới rất ít đi thiên giới ầm tha phù tô a dằng lô cô Tanu ketha vipassati sakuno chala mutto wa appo sakya yakacchati. Thế gian loáng quáng mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong. Lưới trùng chim khó thoát lòng, bay lên nhãn cảnh quá không mấy người. Bản dịch của Hòa Thượng Dây Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sít Cận Đâm. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 174. An Thá Phu Tô Á dằn lô cô tá nú kết thá quý bát sa tí sa cú nô cha lá mút tô quá áp bồ sắc gà giá gáp cha tí anh thá bù tô á dằn lô cô tá nú kết thá quý bát sa tí Sá cú nô chà lá mút tô quá áp bồ sa giá gáp chá tí anh thá pu tô á dăng lô cô tá nú kết thá quý bát sa tí Sá cú nô chà lá mút tô quá áp bồ sắc gà giá gáp chá tí đời này thật mù quáng ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới. Rất ít người đi thiên giới, bằng dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thế gian loáng thoáng mù manh, hiếm thai ít kẻ mắt lành sáng trong. Lưới trùng chim thoát khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Sitina, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Dạ, mời quý vị nha. Dạ, mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô sư nữ. Con kính chào Đạo Tràng. Con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 174. Anh tha bù tô á dân lô cô ta nu kết tha vi pa sa ti sa ku no cha la mun to wa ap po sak ga ya gat cha ti an tha pu to a yang lo ko ta nu ket tha vi pa sa ti sa ku no
cha lâm muôn tu quá ấp bù sa ca giác cát cha tí. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh tha bu tu a yang lu ku ta nun ken tha vi phan sa thi sa khu nu cha la mun tu wa am pu sang ga ya gan cha thi. Anh tha bu tu a yang lu ku ta nun ken tha vi phan sa thi sa khu nu cha la mun tu wa ấm phu sang ca và gánh cha thi. Thế gian loáng quán mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sẵn trong, lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu đàn chạy tì nạ. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-maya, Nam mô Sang-khaya, Kinh Đàn Lễ Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kinh Đàn Lễ Đại Đức Minh Hạnh, Kinh Đàn Lễ Đại Đức Tuệ Đức. Kính chào cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tham-ma-cha-ri, cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung nhà con xin được kể kinh Pháp cú số 174. Dạ, cảm ơn quý đại hữu cho biết nghe rõ. An tha phu tô a yang lô cô ta nô khe tha vi pát sa ti sa cu nô cha la mu tô va áp po sa ga ya gác cha ti. An tha phu tô a yang lô cô ta nu khe tha vi pát sa ti sa cu nô cha ra mu tô va áp po sa ga ya gác cha ti. An tha phu tô a yang lô cô ta cu khe tha vi pát sa ti sa cu nô cha la mu tô va Apo sagaya gak chati. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Thế gian loáng quáng mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới chùm chim khó thoát lồng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Phật Thà Gia còn xin được xuống với cả mời Pháp nguồn Lào Cai. Dạ, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom. Con xin kính đảnh lễ Thánh Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Đã. Xin kính chào toàn thể đạo tràng. Xin cảm ơn Sít Đặng Đông cho biết nghe rõ. Dạ, con xin được kệ và đọc câu Pháp Cú 174 ạ. An tha pu to a yang lo ko ta nu ket tha vi pan sa ti sa ku no cha la mut to wa apo sa ga ya gak cha ti. An tha pu to a yang lo ko ta mut ket tha. Con xin được đọc lại. An tha phu tô a yang lô cô ta nút kết tha vi pa sa ti sa cu nô cha la mu tô va áp po sa ga ya gác cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi
dưới Ít Đi Thiên Giới, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian loáng thoáng mù manh, hiếm thay ít kẻ, mắt làm sáng trong, lưới chùm chim khó thoát lồng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Con xin được kệ ạ. An tha pu to a yang lo ko ta nut ta nuk khe ta vi pa sa ti sa ku no cha na mut to wa aposaka ya gan cha ti an tha pu to ang lo ko ta nut khe ta vi pa sa ti sa ku no cha na mut to wa aposaka và gắn cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian loáng quáng mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong, lưới chùm chim khó thoát lồng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin xuống mách mời một vị khác ạ. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Nam Mô Bích Tha, dạ. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn, cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn cô Đằng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu người giao đạo tràng. Và con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 174. Và cảm ơn Minh Bát Tha Ná cho bài học. An tha phụ tô a văn lộ cô ta nu khát tha quy bát sát tị sát cu nộ cha là một tổ qua ập bơ sắp ga dạ gạch chát tị. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, Như Pháp thấy cô tu nữ Thâm Ma Cha Rí chạy ra chạy vào. Cô có ôn bài không cô? Có lẽ là cô vào để ôn bài phải không? Dạ, nếu cô ôn bài thì cho Như Pháp một tín hiệu. Như Pháp xin nhượng mic ra. Dạ, cô tu nữ Thâm Ma Cha Rí có nghe được âm thanh Như Pháp không? Dạ, cô có ôn bài thì cho Như Pháp một tín hiệu. Dạ, trong khi chờ đợi tín hiệu của cô, Như Pháp xin ôn bài tiếp ạ. Không ổn hả? Dạ không sao, cô cứ cầm mic đi. Dạ mời cô cầm mic thử nha. Dạ, vậy là cô tu nữ Thâm Ma Cha Rí không cầm mic được. Dạ, con xin tiếp tục ông bài ạ. Anh tha phụ tô a dặn lô cô ta nu khát tha vi bát sa ti sa cụ nô cha là một tổ qua ập bô sắp ga và gạt cha ti. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới rất ít đi thiên giới. Dạ, đây là bản chữ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Anh thả phu tô à dặn lô cô trả nô khét tha vì bạc xa thi. Xà cụ nô cha là một tô qua ập bô sắp ra và gạch cha thi. Thế gian loáng quáng mù manh, hiếm thai ít kẻ mắt lành sáng trong, lưỡi chùm chim khó thoát lòng, bãi lên nhàn cảnh quả không mấy người. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Như Pháp kính cảm ơn đàn. Dạ, kính kệ một lần để con có thời gian cho cô tu nữ Thâm Ma Cha Rí thử mít mà cô lại rớt mít nữa rồi. Dạ, kính chào người phương Nam dây dàng. Dạ, chị thôi con xin phép đạo tràng để con thỉnh pháp sư ạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ,
thấy cô rất là chịu khó chạy ra chạy vào. Đâu cô thử đưa tay đi anh cô. Dạ, còn chút xíu thời gian mời cô ạ. Dạ, vậy làm đường nét cô không thể cầm bích được. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài Pháp Quốc Kinh số 174. Dạ, như Pháp kính xin lỗi cô nha cô. Dạ, dạ, tới giờ rồi. Cô rất là cố gắng nhưng mà vẫn không cầm bích được. Dạ, như Pháp kính cảm ơn cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân, Thi Na, Vinh Vát Thanh Á, Pháp Nguồn Nào Cai đã hoan hỷ ôn bài Pháp Quốc Kinh số 174. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Vinh Vát Thanh Á cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Phạm thiên phần nhầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhôm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đam mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu Pháp Quốc Kinh số 175. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. À, dạ, sa thú sa thú lành thay, kính tri ân cô Như Pháp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Và kính tri ân cô Như Pháp đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 175. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Chúng tôi xin được đọc qua mỗi đoạn 2 lần,
Rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất. Hằng sa đích chấp bát thề giản tị. Hằng sa đích chấp bát thề giản tị. Đoạn thứ hai. A ca se giản tị ít thị già. A ca se giản tị ít thị già. Đoạn thứ ba. Nay yan tít thi ra lô cam hà. Nay yan tít thi ra lô cam hà. Và đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Chê toa ma răng sa hoa hít nín. Chê toa ma răng sa hoa hít nín. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn 1 chúng ta thấy gồm có hai từ từ đầu tiên. Hằng sa đích chấp bát thề, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Hằng sa cộng với là a đích chấp và bát thề. Hằng sa là con ngỗng, ngỗng trời hay là thiên nga. Còn Aditya đó, nó đồng nghĩa với chữ là Surya, là mặt trời, hay là đấng mặt trời. Nếu mà mình dịch đấng mặt trời đó là chỉ cho Đức Phật, mình dịch là mặt trời. Còn Patha, Patha là đạo lộ hay là con đường. Hay là đường đi. Thành ra nguyên cái hợp từ hăng sa đích chấp bát thê đó, đích chấp bát thá nha, đích chấp bát thá. Mà chia theo cách thứ 7 số ít, thành ra nó có cái hình thức là e. Thì cách thứ 7 ở đây đó mình dịch là trên, trên hay là trong. Hằng sa đích chấp bát thá là hằng sa là con thiên nga, con thiên nga. Cái này là phải có cái động từ nó mới được. Cái động từ ăn sau là danh tí. Cái hăng xá đó là chủ ngữ thì phải thêm cái động từ nữa rồi bắt đầu mới tới vị ngữ được. Chữ danh tí đây là động từ. Như vậy thì xin thưa với quý vị đó, vì cái động từ này là số nhiều, cái thành ra chữ hăng sa ở trước đó phải là hăng sa là cũng là số nhiều. Chủ ngữ số nhiều thì động từ mới số nhiều được. Rồi danh tí có nghĩa đó là đi đến hay là ra đi hay là đi. Ngày Hòa Thượng ngày dịch đó là bay. Ngày Hòa Thượng ngày dịch là bay. Tại cái động từ danh tí này đó là từ cái động từ gia tí, nó đồng nghĩa với cái động từ là gách chát tí. Thành ra mình dịch đó là đi hay là đi đến hay là ra đi hoặc là tiếp tục đi. Ngày Hòa Thượng ngày dịch là bay, bay về đây là con chim. Chim mình dịch đi đó thì nó mới kỳ kỳ. Thành ra đó là nguyên một cái hợp từ ha. Thì thành ra lát nữa chúng tôi sẽ dịch văn xuôi. Bây giờ mà dịch từng câu vậy thì nó mất thời gian của chúng ta nữa.
Bây giờ chúng ta bước sang đoạn 2. Đoạn 2 chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên AKC là AKSA mà chia theo cách thứ 7. Cách thứ 7 đó thì mình hiểu đó là thêm một cái trạng từ trên, trong, tại, ở. AKSA là hư không hay là bầu trời. Từ thứ hai Yanti. Yanti đây là động từ. Động từ này mình hiểu đó. Đây là động từ chia theo ngôi thứ ba số nhiều. Thì cái động từ này mình hiểu chủ từ đó là hăng sa ở trên đó. Rồi danh tí chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Từ cuối cùng ít thí gia. Ít thí gia là ít thí mà chia theo cách thứ ba. Cách thứ ba là sở dụng cách, là chỉ phương tiện. Chữ ít thí này nè, Ngài Hòa Thượng này dịch đó là thần thông, nhưng mà chữ như chữ ít thí này còn có cái nghĩa đó là như ý nữa, như ý muốn của mình. Thì thành ra ở đây chia theo cách thứ ba đó thì mình có thể dịch đó là theo ý muốn. AKC Hansa AKC Yanti Thí Gia, nếu mà viết theo văn xuôi đó thì là Hansa AKC Thí Gia Yanti, đó là con thiên nga đó, nó đi hay là nó bay trong hư không theo ý muốn, theo như ý. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Đoạn thứ ba này chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên ni dan tí, đây là động từ của câu. Động từ này đã có cái chủ từ đó là thi ra. Thi ra chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là a thi ra. Thì thi ra mình dịch đó là các bậc trí. Còn ni danh tí là ni giá tí. Ni giá tí. Ni danh tí là ni giá tí. Ni giá tí có nghĩa là ra khỏi, đi khỏi, thoát khỏi. Rồi từ cuối cùng lô căm ha là lô cá mà chia theo cách thứ năm, xuất xứ cách. Cách thứ năm đó thì nó có cái hình thức là a âm ha asma. Lô cá mình dịch đó là đời. Rồi chúng ta bước sang đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta có ba từ. Từ đầu tiên chê toa, đây là một bất biến quá khứ phân từ, từ cái động từ chê tí. Bất biến quá khứ phân từ đó thì là cuối cùng nó có cái hình thức là toa hoặc là toa ná. Chê tí có nghĩa là chinh phục, chế ngự. Mà chê toa đó thì mình dịch đó là sau khi chinh phục, sau khi chế ngự, hay là đã chinh phục xong, đã chế ngự xong. Ma răng mình dịch âm đó là ma. Rồi từ cuối cùng sawahinin là sawahini, sawahini mà chia theo đối cách.
thành ra nó có cái hình thức là nin. Sawahini. Sawahini là đây lại là một cái hợp từ nữa, chúng ta tách ra xá cộng với là wahini. Mà xá ở đây đó là viết tắt của là xá. Thành ra chữ xá này nè có nghĩa là cùng với. Rồi wahini thì có cái nghĩa đó là đội binh hay là đạo binh. Một đội binh, một đạo binh. Đội binh, đạo binh. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Hăng sa những con thiên Nga gian tí. Là đi ha. Cái động từ gian tí này đó có nghĩa là đi, nhưng mà ở đây con chim thì thành ra mình dịch là bay ha. Những con thiên Nga bay. A đích chấp bắt thê là bay trong cái đường, trong cái đường đi của mặt trời. Hoặc là mình dịch là bay theo cái đường đi của mặt trời. Rồi là danh tí bay AKC hư không ít thí gia theo ý mình, hay là theo ý muốn. Thi ra các bậc trí. Không, cái này mình dịch cái cụm từ cái bất biến quá khứ phân từ phrase trước, tức là một cái cụm quá khứ phân từ trước. Chê toa sau khi chinh phục ma răng ma sa hoa hít ninh cùng với đội binh, tức là đội binh đây, đội binh của ma đó. Thế mình phải ra thi ra các bậc trí ni gian tí thoát khỏi hay là ra khỏi lô căm ha cuộc đời. Sau khi chinh phục ma cùng với binh đội, các bậc trí thoát khỏi cuộc đời. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 175. Kính tri ân cô Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng con thỉnh cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadhemi swagato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato sawaka sangho sangkang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là thầy của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo do sự cung kính đánh lễ và tán dương ở Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức.
Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta cùng với nhau nghiên cứu câu kệ Pháp Cú số 175. Câu kệ này vẫn còn nằm trong phẩm Lô Cáo Quắc Gá. Và câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến nhiều vị tỳ kheo về đảnh lễ vấn an Đức Thế Tôn. Như nhiều lần chúng tôi nói với quý vị là các vị tỳ kheo sau khi được Đức Thế Tôn ngài cho xuất gia, hoặc là các vị đệ tử của ngài cho xuất gia xong, đến Đức Thế Tôn xin đề mục đi tu. Đi tu một thời gian thì về gặp Đức Thế Tôn để hoặc là mét với Đức Thế Tôn mình đã làm xong phận sự, hoặc là nếu chưa làm xong phận sự đó thì về trình bày những cái khó khăn của mình, qua đó Đức Thế Tôn là chỉ điểm. Cái chỉ điểm gợi mở của Đức Thế Tôn khiến cho các vị này thấy ra được cái chỗ nào cần bổ túc, và rồi các vị này bổ túc thì sẽ có kết quả. Thành ra chư tăng đó đến với Đức Thế Tôn chỉ có hai điều vậy thôi. Còn không đó thì Đức Thế Tôn ngài gọi, ngài triệu tập đến rồi ngài dạy. Thì nhóm chư tỳ kheo này nè là những người từ xa đến, tức có nghĩa đó là đi tu ở đâu đó, đó rồi không có thành tựu, thành ra đó mới đến kỳ viên đảnh lễ Đức Thế Tôn để qua đó hy vọng Đức Thế Tôn ngài chỉ điểm. Thì các cái vị tỳ kheo này đang ngồi quanh Đức Thế Tôn đó, thì lúc bấy giờ Tôn giả Ananda đó định là sẽ làm cái bổn phận của mình là một thị giả đối với Đức Thế Tôn. Nhưng mà thấy các cái vị tỳ kheo này đang hầu chuyện với Đức Thế Tôn, vậy cho nên đó là ngài mới đứng đó, Tôn giả Ananda mới đứng đó chờ. Thì nương theo những cái thắc mắc của các cái vị tỳ kheo này, Đức Thế Tôn ngài đã huấn dụ, ngài đã gợi mở cho các cái vị tỳ kheo này. Nhưng mà xin thưa với quý vị đó, thì cái huấn dụ hay là cái chỉ điểm, cái gợi mở cho các cái vị tỳ kheo này như thế nào, là cái gì đó thì ở trong duyên sự không nói. Thành thử ra đó là chúng ta cũng không biết được. Không biết được Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng pháp thoại gì đến những vị tỳ kheo này, ngài đã chỉ điểm những cái gì đến những vị tỳ kheo này. Nhưng mà sau khi ngài chỉ điểm xong đó, thì cả 30 vị tỳ kheo này đã chứng đắc được A La Hán lục thông. Và 30 vị tỳ kheo này đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi dùng thần thông đi theo đường hư không trở về nơi mà mình cần về. Thì Tôn giả Ananda đứng đợi một hồi lâu, cho nên mới đi vào phương thất của Đức Thế Tôn để làm phần sự của mình. Thì bấy giờ Tôn giả Ananda khi nãy đó thì thấy chư tỳ kheo ngồi quanh vây Đức Thế Tôn, còn bây giờ đó thì lại không có thấy. Cho nên đó mới khởi lên cái thắc mắc hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, những cái vị tỳ kheo khi nãy ở đây đâu rồi?
Đức Thế Tôn mới trả lời là: này Ananda, các vị đó đã theo đường hư không đi rồi. Thế Tôn giả Ananda mới hỏi bạch Đức Thế Tôn: các vị ấy đã theo đường hư không đi rồi sao? À, cái Đức Thế Tôn nói: à, đúng rồi đó Ananda. Cái Tôn giả Ananda mới thắc mắc hỏi nữa: à, vậy thì các vị đó đó là những bậc lậu tận hết hay sao bạch ngài? Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói: à, đúng vậy này Ananda, các vị đó đó sau khi nghe Như Lai thuyết pháp mà, à, đã chứng đắc A La Hán lục thông ở tại đây mà. À, và bây giờ bay đi hết rồi. À, thì khi mà Đức Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda trao đổi qua lại vậy đó, thì ở trên bầu trời đó có một con thiên nga hay là một con chim hạc đó, nó đang bay ngang qua. À, cái Đức Thế Tôn ngài mới lấy đó, lấy cái hình ảnh đó, đó. Ngài dạy Tôn giả Ananda, ngài nói: này Ananda, người nào khéo tu tập tứ thần túc, à, tứ thần túc hay là tứ như ý túc, thì người ấy đó thường bay trên hư không ví như cái con chim hạc kia vậy. À, nói vậy xong cái ngài mới thuyết lên câu kệ: hăng sa đích chấp bát thê giàn tí a ca sê giàn tí ít thi già nây giàn tí thi ra lô cầm hà chê toa ma răng sắc hòa hết nín. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: như chi thiên nga bay, thần thông liệm giữa trời, chiến thắng ma ma quân, kẻ trí thoát đời này. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: thiên nga cất cánh thênh thang, thần thông bay lượn không gian nghìn trùng, còn đâu cá chậu chim lồng, trí nhân thắng phục giống dòng ma vương. À, và có một cái bản dịch của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái bản dịch Việt, à, ba phần tham khảo, à, cùng với duyên sự là những cái gợi ý, à, để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. À, thì qua duyên sự này nè, xin thưa quý vị, à, cái câu kệ này đó Đức Thế Tôn ngài thuyết ngay khi đó, đó là Tôn giả Ananda nghe, như vậy chúng ta hiểu đó Tôn giả Ananda là trực tiếp. À, nhưng mà cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ này là ngài nói về 30 cái vị tỳ kheo kia. À, chứ chúng ta hiểu hay không phải ngài thuyết cho 30 vị tỳ kheo kia mà ngài thuyết cho Tôn giả Ananda. À, duyên sĩ chúng tôi trình bày đó, quý vị sẽ nhận ra được cái điều đó. À, vậy thì ngài thuyết cho Tôn giả Ananda cái gì? À, và pháp tính, đức tính của 30 vị tỳ kheo kia là sao? À, cái câu kệ này đó là nói về cái pháp tính, đức tính của 30 vị tỳ kheo kia. À, vì rằng nè, à, Tôn giả Ananda định vào hầu Đức Thế Tôn, nhưng mà thấy 30 vị tỳ kheo này đang chuyện trò với Đức Thế Tôn. À, rồi sau đó đó, à, không thấy nữa, không bao giờ mới hỏi Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn nói: à, 30 vị tỳ kheo này đó đã bay lên hư không đi rồi. À, thì 30 vị tỳ kheo này giống như con thiên nga vậy nè, bay giữa hư không vậy. À, mà à, cái con chim nó bay đó thì xin thưa quý vị đó, hay là đó, à, đó mình gọi là thần thông ha, hoặc là cái gì? À, cái đó đó là do sanh loại thành ra nó có cái đó. À, còn có người mình nè, có người mình thì đâu có cái khả năng để bay được vậy. À, thì thành ra mà muốn bay được phải làm sao? À, các cái vị tỳ kheo này đã bay được. À, thì ở duyên sử đó, à, Đức Thế Tôn ngài nói là gì? Khéo tu tập tứ thần túc hay là khéo tu tập tứ như ý túc, đó thì có khả năng bay được vậy. À, thì đó là cái
cái đại ý hay là cái nội dung ẩn chứa ở trong cái câu kệ này đó, sư quý vị. À, bây giờ chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu rộng nó ra. À, tìm hiểu rộng nó ra dựa trên gợi ý của duyên sự. Đoạn 1, đoạn 2 của câu kệ Đức Thế Tôn ngày dạy. Ăn sa đích cha tát thê giam tí a ca xê giam tí ít thị gia. Là những con thiên nga nó đang bay theo cái đường của mặt trời, nó băng đang bay trong hư không theo như ý của nó, theo như ý muốn của nó. Đây là cái hình ảnh mà khi Đức Thế Tôn ngài đang chuyện trò với tôn giả Ananda đó, cái ngài thấy con chim hạc hay là con thiên nga nó đang bay trên đó. Đó thì ngài lấy cái hình ảnh đó đó để làm cái tiền đề ra, hay là lấy cái hình ảnh đó đưa ra cái hình ảnh ẩn dụ. Từ cái hình ảnh đó đó ngài nói đến các cái vị tỳ kheo kia đã tu tập ra làm sao. À, vậy thì khi mà nhắc đến thiên nga sao, xin thưa quý vị, thiên nga đó, đây là một cái loại người ta gọi là vịt trời, tức là mình hiểu đó ha, vịt trời á thì mình hiểu đó là từ có loại vịt, là vịt mà trải qua một cái thời gian dài tiến hóa, cái bắt đầu nó trở thành là thiên nga. Mình nói cái này nghe hơi hơi cổ tích một tí hả, xin thú vị hả? Chứ còn thiên nga là thiên nga mà vịt là vịt. Ở trong mấy cái tuồng cổ cổ đó, hoặc là các cái thành ngữ nè, rồi là những cái câu mà châm ngôn danh ngôn, chúng ta thường hay nghe người ta nói đó là vịt mà muốn hóa thành thiên nga hay sao. Thì từ cái chỗ đó đó mình hiểu ha, theo cái truyền thuyết đó, là như vậy. Thiên nga là con vịt mà nó hóa thành. Vậy thì theo quý vị đó ha, từ con vịt nè mà thành thiên nga đó thì dễ hay là khó? Xin thưa, khó vô cùng chứ đâu có phải dễ dàng nữa. Nếu mà ta lấy cái hình ảnh nhân cách hóa đó ha, ta nói vịt mà hóa thiên nga đó, tức là chỉ cho một cái cô gái xấu xấu ha, mà biến thành một cái cô gái đẹp mỹ miều. Thì từ một cô gái xấu xấu mình thấy ha, biến thành một cô gái đẹp mỹ miều đó cũng đã trải qua một cái giai đoạn là khó khăn, vất vả, dài. Chứ đâu có phải là làm cái đùng cái từ xấu biến thành đẹp tuyệt liên. Ít ra cũng phải qua một cái quá trình giải phẫu thẩm mỹ nè, rồi là tập luyện chi chi đó. Do vậy đó mà mình hiểu nè, từ vịt mà biến thành thiên nga thì đòi hỏi phải trải qua một thời gian dài khổ luyện, tức là có cái sự tinh tấn siêng năng lấn lướt tiến bộ tới thì mới thành thiên nga được. Và khi mà trở thành thiên nga thì lúc đó đó đi lại trong hư không như im buông còn không. Con vịt thì đâu có bay được, còn con thiên nga đó thì bay trong hư không được. Và bay ở đây này, ở trong cái câu này nói đó là bay theo hướng mặt trời. Hướng mặt trời đó là lúc mà nó mọc là hướng đông, mà nó lặn là hướng tây, rồi cứ ngược lại vậy. Thì là nó bay từ đông qua tây, hoặc là từ tây qua đông. Đó thì tại sao ở đây này, ha, là nó con thiên nga nó bay theo hướng hướng đi của mặt trời. Thì quý vị mà đọc kinh sách nhiều, nhất là trong tương kinh, quý vị sẽ thấy hay sẽ nghe cái cụm từ là đấng mặt trời. Cho nên khi nãy mà chúng tôi chiết nghĩa từ vận, chúng
chúng tôi có nói đó, Adichu đó, Adichá đó, nếu mình dịch đó là mặt trời đồng nghĩa Surya ha. À, còn mình dịch là đấng mặt trời đó, thì đấng mặt trời là chỉ cho Đức Thế Tôn, Đức Phật. À, và khi mà nó đi lại trong hư không giống như ý vậy thì sao xin thú vị? À, thì nó thích đi, nó đi. À, mà nó không thích đi thì thôi. À, rồi khi mà nó rời cái chỗ này nè ha, nó đi đến cái chỗ kia đó. À, thì nó không có lưu luyến, không có vướng bận, không có dính mắc cái chi chi cả. Đó là cái hình ảnh con thiên Nga. Từ cái hình ảnh con thiên Nga, từ cái hướng đi của con thiên Nga, từ cái cách sống của con thiên Nga vậy đó. À, Đức Thế Tôn Ngài liên tưởng, hay Ngài dạy cho chúng ta đã liên tưởng đến cách đi nữa, cách sinh hoạt của cái bậc trí ha, mà đi theo sự hướng dẫn của đấng mặt trời. À, đạt được hay là có được sự tiến hóa thì sẽ như thế nào? Câu đầu chúng ta hiểu là như vậy. Hai câu sau, Đức Thế Tôn này dạy: Ni yan ti thi ra lo cam ha che toa ma răng sa hoa hi nin, là sau khi từ bỏ ma cùng với đội binh của ma, các bậc trí thoát khỏi hay là ra khỏi cuộc đời này. Thì hai câu này nè, mình dựa vào cái hình ảnh của con thiên Nga trên, của những con thiên Nga trên để mà mình hiểu. Con thiên Nga là từ cái con vịt biến hóa thành con thiên Nga. Thì đệ tử của Đức Thế Tôn sao Pakkawato Sa Wakasangkhu, là đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì Sa-wa-ka-sa-wa-ka-sang-khô đó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho bốn đôi tám vị. Mình nói gọn đó là bậc Tu Đà Hoàn, bậc Tư Đà Hàm, bậc A Na Hàm, bậc A La Hán. Thì khi đó được gọi là Sa-wa-ka-sang-khô. Hay là sao quá cá? Thì xin thưa quý vị, là sao quá cá là ai ạ? Như bản thân của chúng tôi nè, có thể trở thành sao quá cá được không? Được. Như quý vị, mỗi cá nhân đây, có thể trở thành sao quá cá được không? Dạ được. Con vịt nó còn trở thành thiên Nga được mà. Vậy thì mỗi cá nhân mình đây nè cũng đều có thể trở thành sao quá cá được. Và xin sám hối đến quý vị, những ai ở đây mà đã là sao quá cá đó, thì chúng tôi xin được chúng còn thành tâm sám hối. Ở đây chúng tôi đang đề cập đến phàm thôi, chưa có là thánh đó. Thì xin thưa quý vị, phàm có thể trở thành thánh được, nhưng mà theo quý vị dễ hay là khó? Con vịt nó trở thành thiên Nga khó. À thì phàm trở thành thánh là còn khó hơn. Dạ, còn khó hơn. À thì muốn trở thành thánh được phải sao xin thưa quý vị? Trước hết nè, ở trong ân đức của Pháp Bảo đó, Pháp chắc tăng quê đi tập cô huynh nhu hí, phải là bậc trí thì mới chiêm nghiệm ra, mới thấy ra được cái tính chất vô thường, khổ não, vô ngã của pháp hữu vi, bây giờ mới trở thành thánh được. Thì muốn trở thành thánh ha, phàm đó trước hết phải là bậc trí trước, phải là người có sự hiểu biết về cuộc đời này, phải có cái sự hiểu biết về mình, về người,
về nhân về quả, tức là hiểu biết được càng nhiều càng rộng càng sâu về cái cuộc đời này chừng nào còn tốt chừng đó. Ở trên cái cơ sở đó, đó mới có thể thẩm thấu được tướng vô thường khổ vô ngã của cái cuộc đời này. Thì thành ra đó là phàm đó rồi trước hết phải là người có trí cả đàn. Rồi có trí xong sau nữa xin thú gì? Phải sống dưới sự hướng dẫn của đấng mặt trời. Phagawato Sawakasangho, thánh đệ tử của Đức Thế Tôn nè. Thì đệ tử của Đức Thế Tôn đây tức là đấng mặt trời. Đó thì để trở thành thánh là phải nghe theo lời Đức Thế Tôn. Phải thực hành theo những cái gì Đức Thế Tôn ngài dạy. Thì bây giờ mới trở thành thánh được. Trở thành thiên nga được. Và khi mà trở thành thánh á, thì xin thưa quý vị đó ha. Khi mà trở thành thánh rồi thì có thể đi lại trong cái cuộc đời này. Chà. Đi lại trong cái cuộc đời này là sao ạ? Là cũng ăn nè, cũng mặc nè, cũng ở nè, cũng trị bệnh. Tức là cũng sinh hoạt, cũng sinh hoạt, cũng tiếp xúc người này người kia, cũng ở trong chùa, cũng đi ra làng xóm, vân vân. Cái đó được gọi là đi lại trong cuộc đời này. Nhưng mà khi thành thánh rồi thì đi lại trong cuộc đời này nè, không có lưu luyến, không có lụy, không có bị đời trói buộc. Tức là không có bị trói buộc, không có quyến luyến, không có lụy vì miếng ăn, vì cái mặt, vì chỗ ở, vì thuốc trị bệnh. Giống như con thiên nga vậy đó. Con thiên nga nó rời khỏi ao đó thì nó không có lưu luyến, nó không có quyến luyến, nó không có vướng bận, nó không có bị trói buộc bởi cái ao đó. Đó, hai cái hình ảnh này cho chúng ta thấy vậy đó xin thưa quý vị. Thì vấn đề ở đây mình học á, là lời dạy của Đức Phật. Thì lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật là nhiều á, chứa thành tam tạng lắm. 84.000 pháp quân, đó là lời dạy của Đức Phật. Và nói vậy thì nó rộng quá. Rất là rộng. Đó là lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật cô đọng ở trong cái câu kệ này đó là Ittiya. Ittiya. Và trong chú giải đó, người ta mới giải thích đó là gì? Ittiya này nè, là tứ như ý túc hay là tứ thần túc. Người khéo tu tập được tứ thần túc thì người đó đó có thể đi trên hư không một cách thoải mái. Thì đi trên hư không ở đây mình hiểu là đi trong cái cuộc đời này một cách thoải mái. Để thì tu tập tứ thần túc là sao? Tứ thần túc nữa ha, là nằm ở trong cái nhóm gọi là Bodhipakkhiya. Bodhipakkhiya có 7. Thứ nhất đó là tứ niệm xứ, thứ hai là tứ như ý túc, thứ ba đó là tứ chánh cần. 1, 2, 3 tứ niệm xứ, tứ nhục như túc, tứ chánh cần, thứ tư đó là ngũ quyền, Indriya, thứ năm đó là ngũ lực ba la, thứ sáu đó là thất giác chi, và thứ bảy đó là bát thánh đạo. Đây là 7 phần trợ giác ngộ. 7 phần này đó chia chẻ rộng ra là thành 37 pháp. 37 pháp. Và xin thưa quý vị nữa ha, quý vị có thể hiểu và nghĩ rằng nữa ha, 37 pháp này không có liên quan nhau. Hoặc là gì? Từng cái bồ đề phần đó, như là tứ niệm xứ là khác nè, tứ như ý túc là khác nè, ngũ quyền là khác nè, ngũ lực là khác, xin thưa không phải. Tất cả những cái này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mà tùy theo cái trình phát triển tâm của mình đến ở cái giai đoạn nào.
À, thì bây giờ từng phần này nè, nó thích hợp để mình huấn luyện cái tâm của mình. Dạ, để mình huấn luyện cái tâm của mình. À, chứ còn thì thật ra nha, khi mà mình tu một phần, thì ở trong một phần đó nó có ẩn chứa cả những phần còn lại. À, chứ không phải là mỗi một phần đó là nó đều có cái riêng biệt. À, xin thưa quý vị không? Khi mà mình hiểu vậy đó thì là mình hiểu nó hơi cạn. À, mà chúng ta phải hiểu nữa, pháp của Phật đó, pháp thiện thì nó có liên đới với nhau, pháp bất thiện nó cũng có liên đới với nhau. Yeah, từ cái chỗ đó đó các em mình hiểu đấy ha. Nói tu tập tứ như ý túc là mình hiểu cái trình độ tâm của 30 vị tỳ kheo này nè đạt đến ở cái chặng đó. Thành ra đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho 30 vị tỳ kheo này là tu tập tứ như ý túc. Còn nếu mà 30 vị tỳ kheo này đạt đến ở một cái chặng khác nữa thì có thể Đức Thế Tôn ngài sẽ dạy đó là quân bình năm căn năm lực, hoặc là gì tu tập bát thánh đạo. Thì thành ra ở đây mình hiểu hẹp đó, mình hiểu cụ thể đó là tu tập như tứ như ý túc. Còn mình hiểu rộng ra đó là tu tập 37 pháp giác ngộ. Như đối với phàm phu của mình, đối với chúng ta ở đây, nếu chúng ta chưa có thấy cái khả năng trình độ của mình đạt đến được cái chi cả đó, thì 37 pháp trợ giác ngộ này là đúng chuyện, thích ứng với pháp nào thì mình tu liền pháp đó, mình thực hành liền pháp đó. Thì nhờ thực hành vậy đó, cái nó mới trở thành là một thói quen, thứ hai là mình có huân tu, tức là mình có gieo được cái hạt giống đó đó. Thì đến một lúc nào đó đó, cái sự huân tu đó, đó nó thường xuyên, nó trở nên là thuần thục. Đời này mà nó chưa được thuần thục thì đời sau nữa nó sẽ thuần thục. Và do cái sự huân tu đó đó, vì do mình có tu mà, thì thành ra là gì, một nhóm pháp đó đó mà có một pháp nào đó nó yếu thì bây giờ đó có được một cao nhân nào đó họ chỉ điểm cái mình bổ túc một tí nữa thôi là mình sẽ thành tựu được cứu cánh của đời tu. Giờ trở lại ở câu kệ này ha, Đức Thế Tôn ngày dạy đó là ai mà tu tập thành mãn cứ như ý túc đó thì người đó có thể đi lại được ở trong cuộc đời này. Nhưng mà qua cái duyên sự đó thì mình thấy này nha, là 30 vị tỳ kheo này đó họ dùng thần thông họ bay lên trên hư không. Điều đó có nghĩa là cái gì ạ? Là 30 vị tỳ kheo này nha là thánh A La Hán nè, nhưng mà lại có lục thông nữa, là có thần thông nữa, cho nó mới bay được vậy. Và mình đã học nhiều ở trong kinh sách trình bày đó, để đạt được đến A-la-hán lục thông thì người đó đó phải trên cơ sở của thiền ước, tức là trên cơ sở của thiền định, rồi chứng đắc đạo quả A-la-hán thì người đó đó mới có được thần thông để dùng thần thông đó, đó bay. Nhưng mà ở đây đó thì chỉ dạy đó là gì, tu tập tứ thần túc thôi, tức có nghĩa đó là gì, là tu tập thiền quán thôi. Thì mình phải hiểu ha, nương theo duyên sự đó ha, và cái ý nghĩa giải trong câu kệ này nè, cho dù nói rằng tu tập tứ thần túc thôi, nhưng mà mình cũng phải hiểu đó là định tuệ song, và định tuệ song tu thì mình mới có thể đó là vừa thành tựu A La Hán mà vừa có thể có được thần thông. Vậy thì tứ thần túc là gì? Tứ thần túc này bà con chúng ta nghe tới hoài cũng quen rồi. Tứ thần túc hay là tứ như ý túc, tứ gồm có bốn, bốn pháp đưa đến như ý. Thì bốn pháp đó là gì? Đó là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc.
Rồi quý vị mà có học duyên đó, thì quý vị cũng hiểu bốn pháp này còn đóng vai trò chức năng là trưởng nữa, là tứ trưởng nữa: dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Trưởng là dẫn đầu để làm việc, dẫn đầu để tu tập. Mình tu tập bằng sự mong muốn, hay là mình tu tập bằng sự siêng năng, hay là mình tu tập bằng tâm lực, hay là mình tu tập bằng tuệ dẫn đầu. Thì ở đây đó, bốn cái này nè là như ý. Vậy thì làm sao để đạt được đến ở cái chỗ như ý? Đức Thế Tôn làm cái dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngài dạy Đại Bát Niết Bàn, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài dạy cho tôn giả Ananda như là một cái gợi ý để tôn giả Ananda thỉnh Ngài trụ thế. Nhưng mà tôn giả Ananda đã không có nhận ra, nên sau đó Ma Vương mới thỉnh Ngài diệt độ. Ngài dạy cho tôn giả Ananda rằng những ai đã tu tập bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện thiện xảo, thời nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Vậy thì tu tập điêu luyện nhiều lần, lão luyện, bền vững, thiện xảo là sao? Khi mình tu tập thì mình tu tập từng loại một. Như là mình nghe pháp này, thì nghe pháp này nè là do mình muốn nghe, hay là do mình siêng năng tinh tấn nghe, hay là do mình đặt cái tâm vào chuyện nghe này, hay là do gì mình hiểu biết được cái lợi ích giá trị của pháp cho nên mình nghe. Vậy thì tùy thuộc vào cái khía cạnh này nè, để bốn như ý túc này đó, loại nào nó dẫn đạo đó. Thì khi mà mình tu tập đó, mình tu tập từ từ vậy đó, tu tập từng như ý túc một vậy. Như tu tập đến một lúc nào đó, bốn thần túc này nó xuất hiện cùng một lúc, nó hòa quyện lại với nhau, nó bền chặt lại với nhau, giống như các cái căm xe nó trở thành là kết nối, quyện lại với nhau vậy. Làm việc gì? Bố thí, trì giới, tu tiến đều xuất hiện cùng một lúc, cả bốn cái gì, bốn cái như ý túc này đó. Thì bốn cái như ý túc này nè, nó quyện lại với nhau, nó gắn chặt lại với nhau, giống như một cổ xe vậy đó. Đó thì khi đó mới xem như là được thành tựu. Đó, được thành tựu. Và khi mà thành tựu vậy đó, thì lúc đó cái tâm thái hay là tâm trạng của mình ra làm sao sẽ chú ý. Và bốn như ý túc này ha, mà nó gắn kết liền lạc chắc chắn lại với nhau giống như một cái cổ xe vậy, thì bây giờ cái tâm thái của mình có thể thấy rõ được đạt được là vô thường, khổ não, vô ngã. Và thấy rõ tam tướng này một cách rõ ràng đó, thì dẫn đến không còn phiền não nữa. Và mà dẫn đến không còn phiền não nữa, tức là từ bỏ hoàn toàn tham đó, tham dục, tham sắc, tham vô sắc. Thì thử hỏi bà con chứ, mình từ bỏ cái thân này nè ha, thì là thân sau còn nữa hay không? Dạ không, hết tham rồi, đâu còn mẹ đẻ nữa đâu. Thành ra đó là gì? Bỏ cái thân này một cái đó là mình đâu còn thân sau nữa đâu.
Mà bỏ thân này thì có nghĩa là gì? Là bỏ cái cuộc đời này đó. Lô cá ở đây mình hiểu gọn đó là cái thân ngũ quẩn này nè. À, còn mà hiểu rộng đó là tam thiên đại thiên thế giới. À, mà tam thiên đại thiên thế giới này còn hay là thân ngũ quẩn này còn khi tham còn. À, bây giờ tham hết rồi thì thành ra đó là thân ngũ quẩn này đâu có. Thiên đại thiên thế giới cũng đâu có còn đâu. Bây giờ câu kệ này đó thì mình muốn từ bỏ cái thân ngũ quẩn này. À, mình nhận ra, mình hiểu ra rằng cứ còn cái thân ngũ quẩn này đó ha, là còn khổ. À, thành ra đó là mình ước muốn, mong muốn bỏ thân ngũ quẩn này. À, thì muốn bỏ thân ngũ quẩn này đó thì mình phải tu tập tứ như ý túc, là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, phẩm như ý túc. À, dục như ý túc là ước muốn, mong muốn bố thí trì giới tu tiên. Cần như ý túc là siêng năng tinh tấn, ha, có nghị lực trong việc bố thí trì giới tu tiến, ha, vượt qua tất cả các chứng duyên để làm cho được. Tâm như ý túc, ha, là dầu cho ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân, chỉ có thiện pháp, ha, mới là gì, chỗ nương tốt đẹp. Chỉ có thiện pháp thì mới khiến cho mình không còn cái thân ngũ quẩn này nữa. Ngoài thiện pháp ra, tức là ngoài bố thí trì giới tu tiến ra, ở đây chúng tôi đang giảng về 10 nhân phước hay là ba cái loại phước. À, ngoài bố thí trì giới tu tiến ra, không có một cách thức phương pháp nào khác để chúng ta từ bỏ cái thân ngũ quẩn này. À, cho nên chúng ta kiên định với cái đó, hiểu biết thẩm như ý túc. À, thẩm là thẩm tra, thẩm định, xem xét. Thẩm tra, thẩm định, xem xét phương pháp cách thức bố thí trì giới tu tiến. Thẩm tra, thẩm định, xem xét quá trình bố thí trì giới tu tiến đó đã đúng chưa, đã hoàn hảo chưa. Nếu chưa đúng, chưa hoàn hảo, còn khiếm khuyết gì thì lần sau phải rút kinh nghiệm, lần sau làm phải tốt hơn lần trước. Có thẩm tra, thẩm định vậy đó thì dần dần dẫn đến bố thí đó trở nên hoàn hảo, trì giới đó trở nên hoàn hảo, tu tiến đó trở nên hoàn hảo. Tu tập từ từ vậy đó, xin thưa. À, thì đến một lúc nào đó bốn pháp này mới hòa quyện lại với nhau, mới gắn kết lại với nhau chặt chẽ giống như một cái cổ xe. À, thì khi nào mà giống như một cái cổ xe vậy đó, đó thì lúc đó đó mình mới có thể đi lại ở trong cái cuộc đời này theo như cái ý muốn của mình, mà mình không còn lưu luyến, không còn lụy, không còn bị trói buộc. Và đó là tất cả những cái gì mà chúng tôi hiểu về cái câu kệ pháp cú số 175 này, xin được trình bày đến với đạo tràng là như vậy. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Xin chia phần phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Thầy Giác. Và sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 175 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh thường tòa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thường tòa Minh Hạnh.
Dạ, chúng con kính thỉnh tường thọ minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Bhagavato sabba mangalang rakhan tu sabba sabba buddha na pha vana sada sati bhuvan tu te Bhagavato sabba mangalang rakhan tu sabba de gota sabba dhamma na pha vana sada sati bhuvan tu te